Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình học hành trình nhân sự cùng với Helen. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một câu hỏi liên quan đến tình huống bảo hiểm thực tiễn các bạn nhé. Ok, câu hỏi này liên quan đến một cái tình huống bảo hiểm của một cái lao động làm không trọn thời gian, tức là làm part time tại công ty. Đó là tình huống đặt ra như sau: công ty của chúng tôi có thuê một kế toán trưởng. Theo đó thì người lao động này ký hợp đồng không trọn thời gian, một ngày làm việc 4 tiếng. Xin hỏi là công ty tôi có phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động này hay không? Hoặc là chúng ta có thể hỏi một cách tương tự, đó là người lao động này là người lao động làm việc part time thì người lao động này có được đóng bảo hiểm hay không? Ok, trước khi đi vào cái câu trả lời là có phải đóng bảo hiểm cho người lao động này không, thì chúng ta đi điểm qua một chút xem là những quy định liên quan của luật họ đang quy định như thế nào các bạn nhé. Ok, đầu tiên đó là điều 34 của luật lao động năm 2012 có quy định về người lao động làm việc không trọn thời gian như sau. Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động mà có cái thời gian làm việc ngắn hơn so với cái thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc là theo tuần theo quy định của pháp luật. Vậy thì người lao động có thể thỏa thuận với công ty về cái việc làm không trọn thời gian khi mà giao kết hợp đồng lao động. Và có một ý quan trọng đó là gì ạ? Người làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền lợi được hưởng lương này, các quyền lợi và nghĩa vụ như người làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, vân vân. Ok, như vậy là chúng ta thấy rằng là gì ạ? Điều 34 của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định rằng là gì ạ? Người lao động làm việc không trọn thời gian thì tóm lại là bình đẳng về nhiều thứ, giống như là người làm việc trọn thời gian. Ok. Và tại cái điểm A và điểm B của khoản 1 điều 2 luật bảo hiểm năm 2014 quy định rằng là gì ạ? Người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc là theo một công việc nhất định từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng và người làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 cho đến dưới 3 tháng. Ok. Tiếp theo nữa đó là luật lao động cũng quy định về cái trường hợp không đóng bảo hiểm xã hội tại cái điều 95, đó là người lao động làm việc không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên, không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên các bạn nhé, trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó. Ok, vậy thì và có một cái quy định cuối cùng liên quan đến cái việc tiền lương, đó là điều 6 của quyết định 595 quy đề của bảo hiểm xã hội ngày 14 tháng 7 năm 2014 quy định đó là gì ạ? Cái mức tiền lương tháng mà đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại cái thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đơn giản trong cái điều kiện lao động bình thường. Ok, như vậy là chúng ta vừa điểm qua bốn cái quy định liên quan đến người lao động làm việc không trọn thời gian. Qua bốn cái quy định này, chúng ta có thể rút ra ba cái kết luận như sau. Có 3 trường hợp người lao động làm việc không trọn thời gian, tức là người lao động làm việc part time không đóng bảo hiểm, đó là người lao động làm việc dưới 1 tháng thì không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ok, như vậy là nếu mà tham gia bảo hiểm dưới 1 tháng thì chắc chắn là người lao động này không có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc rồi. Ký hợp đồng lao động dưới 1 tháng thì chắc chắn là họ sẽ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ok. Còn nếu như ký hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên thì sao? Nếu như ký hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên thì sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đúng không? Ok. Nếu mà ký hợp đồng từ 1 tháng trở lên thì sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên lưu ý rằng là nếu mà người lao động này không làm việc hoặc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm trong tháng đó. Như vậy là chúng ta cũng cần xem xét cho cái việc rằng là mặc dù người lao động ký hợp đồng từ 1 tháng trở lên nhưng
vì họ làm việc không trọn thời gian, họ làm việc part time, cho nên là chúng ta cũng phải xem xét xem là người lao động này có không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên hay không. Mặc dù là họ ký hợp đồng, ví dụ như hợp đồng là 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng chẳng hạn, tuy nhiên cái số ngày không làm việc và cái số ngày không hưởng lương của họ là từ 14 ngày làm việc trở lên thì cái tháng đó họ cũng sẽ không có đóng bảo hiểm xã hội các bạn nhé. Ok, như vậy là chúng ta cần phải kết hợp hai cái điều kiện của luật chứ không phải là một điều kiện. Ok, và cái ý cuối cùng đó là gì ạ? Người lao động ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên nhưng có cái mức lương tháng thấp hơn cái mức lương tối thiểu vùng thì cũng sẽ không đóng bảo hiểm xã hội các bạn nhé. Bởi vì là theo quy định tại cái quyết định 595 thì là cái mức tiền lương đóng thì bắt buộc phải không được thấp hơn cái mức lương tối thiểu vùng, đúng không? Mình lấy ví dụ như là người lao động này được công ty ký hợp đồng là 6 tháng, ok, ký hợp đồng là 6 tháng. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái hợp đồng đó là cái hợp đồng mà lớn hơn 1 tháng rồi. Tuy nhiên thì một ngày, vì ví dụ như là trong cái hợp đồng đó quy định là gì ạ? Một tuần chỉ làm việc một ngày và một ngày chỉ làm việc một giờ thôi, chẳng hạn. Và cái mức lương trả cho cái hợp đồng làm việc một tuần, một ngày và một ngày thì chỉ làm một giờ thôi chẳng hạn, chỉ có là 3 triệu thôi, thì nó sẽ thấp hơn cái mức lương tối thiểu vùng. Ví dụ lao động này ở vùng 1 chẳng hạn, thì cái lao động này cũng sẽ không thuộc đối tượng là tham gia bảo hiểm xã hội, do là cái mức lương tháng của họ thấp hơn cái mức lương tối thiểu vùng các bạn nhé. Ok, như vậy là các bạn ơi, chúng ta vừa đi vào cái câu hỏi đó là người lao động làm việc không trọn thời gian hay là người lao động làm việc part time thì có đóng bảo hiểm không. Thì tóm lại cái ý rằng là để có thể trả lời là người làm việc là part time, người làm việc không trọn thời gian còn đóng bảo hiểm hay không, thì chúng ta cần phải căn cứ vào, thứ nhất là vào cái loại hợp đồng lao động mà người lao động này giao kết với công ty là gì, có phải là hợp đồng dưới 1 tháng hay là hợp đồng trên 1 tháng, đúng không? Ok, và tiếp theo nữa là nếu như mà cái loại hợp đồng họ giao kết là hợp đồng trên 1 tháng thì xem là cái tháng đó họ không làm việc và họ có không làm việc và họ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên hay không. Ok, tiếp theo nữa là phải xem cái mức lương tháng mà họ hưởng có thấp hơn cái mức lương tối thiểu vùng hay không. Thì căn cứ vào những cái nội dung này thì chúng ta mới trả lời được cái câu hỏi là người lao động làm việc part time có đóng bảo hiểm xã hội hay là không các bạn nhé. Ok, thì cái ranh giới giữa có và không nhiều khi chúng ta phải căn cứ vào những cái quy định của luật và thậm chí là căn cứ vào cái đặc thù mà chúng ta giao kết hợp đồng lao động với cái lao động làm việc không trọn thời gian không làm việc part time đó, chứ không phải lao động nào làm việc không trọn thời gian cũng đóng bảo hiểm, hoặc là không phải lao động nào làm việc không trọn thời gian cũng không đóng bảo hiểm các bạn nhé. Chúng ta lưu ý để chúng ta phân tích những cái tình huống trong cái doanh nghiệp của chúng ta cho đúng. Ok, ok, mà mình hy vọng rằng cái video này của mình sẽ giúp ích được cho các bạn trong công việc của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để chúng ta cùng nhau đồng hành trong các video tiếp theo nữa các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.